tay bà sinh không để vậy người ta tưởng cá ương à. Trời ơi, gửi giùm cho ăn còn cằn nhằn nữa. Dẹp. Thì ghét. Ủa còn gì vậy, ăn không ăn đi, gì làm gì cầm chén cơm gì đảo hoài vậy? Dạ, tại em không muốn ăn. À, cái chuyện của dì với cậu Khánh sao rồi? Quen nhau lâu quá rồi, cái gì cứ nói anh chị tính cho ha. Tụi em đâu có gì đâu anh hai. Dì ngại gì? Cả xóm cả làng này ai không biết là dì chối. Mà cậu ấy giàu lắm nghe, nhiều khi lấy cậu ấy rồi anh chị cũng nhờ. Ông nói gì vậy? Thằng đó nó giàu thì giàu, nhưng mà dù gì nó cũng có gia đình rồi. Nó dám bỏ vợ nó lấy con Thủy không? Mày nữa nha, tao nói rồi á, mày với nó phải chấm dứt sớm đi á. Mày là con gái chưa chồng, quen kiểu đó chỉ có thiệt thân thôi, không có lợi lộc gì hết á. Gì vậy? Nhỏ này. Dạ không có sao đâu chị. Ủa bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Gì nữa vậy? Trời đất ơi, ông nội này làm như ông có bầu vậy ta. Cha, con Thúy. Dạo này bà có nghe thiên hạ bàn tán về cái chuyện con Thúy em bà Sa với cậu Khánh con rể ông chủ tịch xã không? Tôi nghe chứ sao không. Chuyện gì với chuyện đó hả? Sao không nghe được? Cậu Khánh nhìn bề ngoài hiền lành vậy mà cũng dám có vợ lẻ vợ mọn. Có vợ giàu sang vậy mà còn muốn gì nữa chứ. Nhưng tôi chỉ sợ con Thúy á, nó bị đánh ghen thôi. Con gái chưa chồng á, mà để bị mang tiếng gian díu với người có vợ thì còn mong lấy ai được nữa. Mấy bà nhiều chuyện, rảnh quá không có chuyện gì làm lôi chuyện người ta ra nói vậy đó hả? Ủa, cô Sa mới ra đó hả? Tụi tôi chỉ nói chuyện chơi thôi. Nói chơi gì đâu. Bà đó, bà nhiều chuyện vừa phải thôi. Chuyện của ai cũng lôi ra ngồi lây đôi mắt được là sao vậy hả? Cô cứ quá lời à, tôi ngồi lê đôi mắt chuyện gì chứ. Những cái chuyện mà tôi nói á, ở đây có ai mà không biết đâu. Biết biết gì, bà nữa đó. Không bàn chuyện người khác ăn cơm không ngon hả? Khó chịu hả? Tôi nói rồi á, tôi mà còn nghe một lần nữa mà lôi chuyện gia đình tôi ra nói là đừng có trách tôi à. Nghe tên con Sa này chưa? Nhiều chuyện thì ghê luôn à. Rảnh thì đi làm đi, ngồi đó nói chuyện người ta không à. Thôi đi bà. Người ta chỉ nói sự thật thôi, chứ có thêm bớt gì đâu. Người gì mà hung dữ thấy ớn. Ừ. Người ta nói sự thật mất lòng mà. Bà nghe bà nói đúng quá, nên bà bực, chứ làm sao. Bởi vậy, bà nói đúng á. Ừ. Em gái bà nói vậy á, làng trên xóm dưới ai không biết, phải không? Ừ. Chẳng lẽ bà không biết hay sao? Tôi nghĩ bà mất ăn mất ngủ dữ lắm á. Thôi bà nói bớt lại đi. Bà mà nghe được á, có chuyện nữa đó. Ê, nói gì nói hoài vậy ta? Không có gì hết á. Về. Ba. Giờ mà con còn lo cho nó được hả? Bộ con không nghe gì hết sao? Thiên hạ người ta đang đồn ầm lên kìa. Bữa nay á, bà nhất định phải nói phải quấy với thằng Khánh. Không có cái nhà này thì nó có được như ngày hôm nay không chứ? Vậy mà dám ăn ở một dạ hai lòng thì tức chết đi được. Ba ơi là ba, con năn nỉ ba luôn á. Chuyện hai vợ chồng con á thì để hai vợ chồng con tính. Con đã có cách của con rồi. Cách gì? Con nói thử cho ba nghe coi. Ba yên tâm đi, con sẽ kéo chồng con về. Con không thể nào để cho anh sống như vậy được. Con không thể nào thu con nhỏ nghèo hèn đó được. Vậy thì tùy con.
Nếu cần ba giúp gì thì con cứ nói. Ba không nghĩ là thằng Khánh nó không sợ cái quy của ba. Dạ. Thưa ba, con mới về. Anh về rồi đó hả? Anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng. Hôm nay á, em nấu nhiều món ngon cho anh lắm đó. Thôi, anh không ăn đâu. Anh thấy trong người hơi mệt, anh lên lầu nghỉ chút đi. Dạ, con xin phép ba. Ba không biết nó còn muốn cái gì nữa đây. Ảnh, con phải chịu đựng hoài như vậy sao con? Thầy! Thầy! Ra biểu! Chị hai, chị mới về. Còn hỏi nữa hả? Bữa nay mày biết ở ngoài ruộng tao măng nhục cỡ nào không? Hả? Con quỷ! Có chuyện gì vậy chị? Con chuyện gì nữa? Chuyện mày với thằng Khánh á. Bây giờ đi đâu người ta cũng xì xào bàn tán chuyện đó hết trơn á. Đẹp mặt quá hả? Tao đã nói với mày rồi, chấm dứt với nó đi, không có qua lại gì hết. Tại sao mày không nghe hả? Bộ mày muốn bây giờ tao phải quỳ xuống tao xin mày, mày mới chịu hả? Dạ không phải như vậy đâu chị. Em... Bây giờ mày nói đi, tới chừng nào mày mới chịu nghe lời tao hả? Trời ơi, con gái mà ngu quá. Mày yêu đó mày được cái gì hả? Em không bỏ anh được đâu. Em bắt mớ gì bỏ không được? Bộ mày mang nợ nó mày dứt ra không được hả? Em đã lỡ. Ê, nói thiệt coi, dính bầu hả? Dính bầu rồi phải không? Trời ơi, nó mà ngu quá. Nó có vợ rồi mà tại sao để dính bầu với nó là làm sao? Làm sao đi nè? Đi vậy ta, đứng dậy, đi, đi. Đi đâu vậy chị? Trời ơi, thì đi tới gặp thằng đó, nói mọi chuyện cho nó rõ ràng. Chứ bộ bây giờ mày tính để yên cho nó vậy hả? Không, đừng mà chị hai ơi. Em xin chị, chị đừng có làm lớn chuyện lên như vậy. Em không muốn làm anh khó xử. Trời đất ơi, như vậy rồi mà mày còn lo giữ thể diện cho nó nữa là làm sao? Hả? Bộ mày muốn cả nhà này mang nhục gì mày hả? Em xin chị mà, chị cứ để cho em tự giải quyết được không chị? Trời ơi con này, mày đúng là mày mờ mắt vì yêu rồi. Biết nó có vợ con rồi mà sao còn ngu quá vậy hả? Ui. Chị hai, chị... Vậy em gì? Vô tiền vậy chị? 12 ngàn. Cảm ơn chị Nga. Ủa, cô Hạnh bữa nay cô cũng đi chợ nữa hả? Dạ. Bán cho con ký đường. Bao nhiêu vậy cô? 7 ngàn. Dạ, con cảm ơn con. Cô Hạnh, tôi nói chuyện với con chút xíu được không? Dạ được, có gì không cô? Có chuyện này á, tôi nghe người ta bàn ra thắng giàu. Bây giờ tôi nói cho cô biết. À, dạ, có chuyện gì cô cứ nói. Thì cũng là chuyện cậu Khánh chồng cô á. À, anh Khánh nhà con vẫn bình thường mà, đâu có gì đâu cô. Có thiệt là cô chưa nghe gì không? Con có nghe người ta nói gì đâu cô. Mà có chuyện gì hả cô? Chắc cô ra khỏi nhà nên cô không biết gì. Giờ đi đâu cũng nghe người ta bàn ra tán vào về chuyện cậu Khánh qua lại với con Thúy, em gái của bà Sa. Cô nói sao chứ? Chồng của cháu ngoan lắm. Anh đi làm là anh về à, anh đâu có đi đâu đâu cô. Với lại anh đâu có thời gian gặp ai đâu. Bởi vậy mới nói người trong cuộc mới biết sao cùng. Đàn ông mà đâu có phải về nhà đúng giờ là cô tin tưởng được đâu. Cô nói vậy là sao ạ? Thì sự thật chứng minh rành rành rồi đó. Tôi không có nói sai đâu. Chắc không có tin. Chồng cháu không phải là người như vậy. Cô đừng nghe người ta đặt điều, người ta ghét người ta nói như vậy à. Không phải chỉ có một mình tôi, mà làng trên xóm dưới này ai cũng đều biết hết á. Tôi chỉ sợ cô bị gạt á, nên tôi mới nói cho cô biết thôi. Dạ, cho cảm ơn cô đã quan tâm à. Thôi,
tôi về trước nghe. Có gì gặp lại ha. Ủa, bà Sa? Ủa, cô... Tôi là Hạnh, có ông chủ tịch xã. À, biết, biết. Chào chị, tôi là vợ của anh Khánh. Chắc chị có biết anh Khánh đúng không? Biết. Kêu tôi có chuyện gì không? Tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi. Chắc chị cũng biết tôi tìm chị với mục đích gì. Cô nói vậy là ý gì? Ý gì? Tôi muốn gặp em gái chị để hỏi tại làm sao mà cô ta lại đi phá gia cang của người khác như vậy chứ. Mà chị cũng có gia đình, sao không lo dạy dỗ em chị đi? Tưởng chuyện gì. Còn nếu mà chuyện đó á, đâu phải một mình con Thúy nhà tôi có lỗi đâu. Sao cô không lo dạy chồng cô trước đi, mà tìm tôi có chuyện gì? Chị đúng là cái đồ. Tôi kiếm chị để yêu cầu cô Thúy chấm dứt ngay chuyện vụng trộm với chồng tôi. Nếu không... Không thì sao? Bộ cô tưởng hả? Mình cô mới có quyền nói hả? Tôi á còn tính dắt con Thúy qua gặp chồng cô nói chuyện cho đàng hoàng đây nè. Chị muốn cái gì? Con muốn gì? Cô về nhà hỏi chồng cô á, nó tán tỉnh con Thúy, bây giờ làm cho con Thúy có bầu chà bá lên, rồi bộ tính bỏ dễ dàng vậy hả? Con Thúy có thai với chồng tôi rồi hả? Nó tò te cho thằng Khánh, không lẽ nó có bầu với người khác. Cô về nói với chồng cô á, mau giải quyết đi nha. Chứ nếu mà để như vậy á, là tôi không có để yên đâu á. Mà nghe nói cậu ta mới được vào đảng phải không? Tôi mà la làng lên á, liệu có yên được không? Tôi biết á, chị lo cho cô Thúy nên mới nói như vậy. Nhưng nếu chị làm ầm lên á thì có cái lợi gì cho chị chứ? Được hay không được gì, tôi cũng phải la làng lên cho mọi người biết bộ mặt thật. Đây là số tiền tôi đã chuẩn bị cho chị. Tôi khuyên chị đưa cổ đi giải quyết cái thai đó đi, để lâu á cũng không giấu được đâu. Cùng là đàn bà với nhau, tôi rất thông cảm cho những giây phút nông nổi của cô Thúy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ cô phải đoạn tuyệt với quá khứ. Số tiền này tôi không nhiều, nhưng tôi chắc cũng đủ để cổ làm lại cuộc đời đó. Chị cứ nhận đi. Biết đâu sau này cổ tìm được một người chồng tử tế thì sao? Tôi biết là chị luôn mong muốn em gái của mình có được cuộc sống hạnh phúc. Chị nên nghĩ kỹ những gì tôi nói. Chị á, chị chỉ muốn tốt cho cưng thôi. Nhà chỉ có hai chị em à, ba má mất sớm, nên chị có trách nhiệm lo cho cưng, hiểu không? Mày phải bỏ cái thai đi để còn làm lại cuộc đời. Đã biết á là quan hệ với thằng Khánh không đi đến đâu thì giữ làm cái gì? Em không bỏ con em được đâu chị hai à. Trời ơi, mày phải nghe lời tao. Trì hoãn ngày nào là lo ngày đó, biết không? Bây giờ mày có nghe thiên hạ đàm tiếu không? Tối ngày mà cứ nghe vậy riết rồi chết vì nhục mất á. Chị đừng có ép em mà. Em gặp anh Khánh rồi, anh hứa anh sẽ lo cho em, anh không có bỏ em đâu chị. Nó nói với mày vậy hả? Dạ. Ủa vậy sao con vợ nó... Chị nói vậy là sao? Bộ vợ ảnh có gặp chị hả? Nói vậy chứ sức mấy nó dám gặp tao. Gặp tao tao chém chết à. Dám gặp. Ủa, sao anh ngồi đây? Có chuyện gì hả?
À không, tại anh thấy khó ngủ thôi mà. Anh có bị sao không? Hay anh thấy trong người không khỏe chỗ nào? Không có đâu, anh khỏe mà. Tại vì anh đang có vài việc quan trọng cần phải giải quyết thôi. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Mình là vợ chồng mà, em rất muốn chia sẻ với anh mọi chuyện. Không có gì đâu, em đừng quá lo lắng. Chỉ là mấy chuyện ở cơ quan thôi mà. Bộ ở cơ quan dạo này nhiều việc lắm ha anh. Sao mà anh không kêu ba sang bớt việc cho người khác làm? Hay là như vậy đi, nếu mà anh ngại á, em sẽ nói chuyện với ba nha. Đâu có được, người nào có việc người đó mà. Việc của mình thì mình phải làm, chứ đâu có đùn đẩy cho ai được em. Nhưng mà thực sự là em rất lo cho sức khỏe của anh. Anh không sao thiệt chứ? Ừ, anh không sao mà. Chỉ là suy nghĩ nhiều nên đầu óc anh hơi căng thẳng một chút thôi. Ngày mai anh sẽ bình thường trở lại thôi mà. Em biết anh là một cán bộ gương mẫu, đang được cơ quan tín nhiệm, cho nên là áp lực công việc rất là lớn. Nếu mà anh có chuyện gì cũng phải từ từ tìm cách giải quyết nha anh. Anh á, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình á. Anh hiểu mà. Cảm ơn em đã lo cho anh. Em là vợ anh, em không lo cho anh thì em còn lo cho ai nữa chứ. Để ngày mai á, em đi chợ nấu mấy món ngon cho anh ăn nha. Thôi, khuya rồi, mình lên nghỉ đi. Mai anh còn phải đi làm sớm. Đi em. Thôi, anh lên trước đi, em nghe điện thoại đã. Alo. Hạnh đó hả con? Bà đây. Ủa, sao giờ này mà ba còn chưa ngủ vậy? Ba không ngủ được nên gọi điện thoại coi mọi chuyện thế nào rồi. Mà từ chiều giờ con thấy thằng Khánh có gì thay đổi không? Ba đã gọi nó đến nhà và làm theo ý của con rồi đó. Dạ, dạ, con biết rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Nhưng ba vẫn chưa có yên tâm lắm. Lúc ba nói chuyện đó, nó không nói lại câu nào hết. Chắc là có khi nó không nghe. Ba à, ba đừng có lo. Con nghĩ lúc này có chơi vàng, anh ấy cũng không dám bỏ sự nghiệp của mình đâu. Anh không dám bỏ tất cả để chạy theo con đàn bà đó đâu. Những hạng người vốn xuất thân nghèo khó như anh ta thì không can đảm từ bỏ tất cả đâu ba. Nhưng mà con có chắc không? Dạ chắc chứ ba. Thôi, ba ngủ sớm đi nha. Chuyện của con á, con sẽ biết cách mà. Ba đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nghe ba. Ừ, con đã nói vậy thì ba khỏi lo nữa. Thôi con đi nghỉ sớm đi. Dạ thôi, con chào ba. Anh à, anh tìm được cách gì chưa anh? Chuyện của mình nó không có để lâu được đâu. Anh nhìn nè, cái bụng của em á, càng ngày nó càng lớn ra đây nè. Hổng rài chị hai á, cứ la em hoài à. Chị bắt là em phải bỏ cái thai, nhưng mà em nhất quyết không chịu. Em có hứa là sẽ tìm cách giải quyết để gia đình không bị mang tiếng. Anh, nãy giờ anh có nghe em nói gì không? Sao anh không nói mà anh im lặng hoài vậy? Anh có nghĩ ra được cách gì chưa? Anh nói em nghe liền đi. Anh xin lỗi em. Sao lại xin lỗi em? Bộ có chuyện gì hả? Anh đã nghĩ kỹ rồi. Em nên nghe lời chị hai em đi. Anh nói gì vậy? Bộ anh muốn em bỏ con thiệt hả? Vậy sao hôm trước anh nói sẽ lo cho em và con? Anh gạt em phải không? Anh hết yêu em rồi đúng không? Anh yêu em, nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Anh đã có gia đình, anh không thể bỏ vợ con anh được. Cổ không có lỗi gì hết. Vậy còn em,
Chẳng lẽ em yêu anh cũng có tội sao? Em nghe lời anh đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em hãy dùng số tiền này đến bệnh viện đi nha. Không, em không bỏ con đâu. Đó là kết quả tình yêu của hai đứa mình mà. Em xin anh đó, anh đừng bắt em bỏ nó nha. Em xin anh. Em đừng có như vậy, em phải nghĩ đến tương lai của mình nữa chứ. Tương lai hả? Em đã từng nghĩ tương lai của em là được sống hạnh phúc bên anh và con. Vậy mà sao anh nỡ? Em hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ là thằng đàn ông ích kỷ và khốn khổ. Em hãy quên anh đi nha. Em hãy làm lại cuộc đời. Em hãy tìm cho mình một người chồng tốt và sống hạnh phúc nha. Nghe anh đi ha. Thôi, anh đi đây. Anh ơi, tại sao lại như vậy? Má phải làm sao đây? Má phải làm sao đây? Nó đã vậy rồi, còn suy nghĩ gì nữa? Bỏ cái bầu đi, còn làm lại cuộc đời nữa. Mà nói thiệt, thằng đó sợ Khanh thiệt ông đúng không? Phải không? Đúng không? Thôi, ừ. Thằng đó sợ Khanh thiệt đúng không? Không. Trời ơi, cái thằng Khánh chứ thằng nào? Thằng quỷ quá sợ Trời Khánh. Trời ơi, lúc mà muốn cua con người ta thì nói ngon, nói ngọt, dụ dỗ nhỏ cho bằng được à. Giờ đến khi con nhỏ có bầu, cái bỏ của chạy lấy người, chịu nổi không? Bởi vậy tôi không hiểu tại sao cái thứ đó mà còn được tín nhiệm, còn được bầu làm ông này, ông kia nữa ta. Chuyện sờ sờ trước mắt, bộ bà không thấy sao bà hỏi nữa. Nó có cái gốc bự là ông già vợ nó đó. Ông già vợ làm lớn, nguyên ô dù che nó, che nắng cho nó, sợ gì? Đúng là ông trời không có mắt. Đưa đây đếm phụ chứ. Ngày mai á, tao đưa mày tới bệnh viện, thanh toán cái của nợ đó đi nha. Không, bây giờ là không có lý do gì để trì hoãn nữa đâu á. Để lâu là nguy hiểm. Nè, nhiều đây thôi. Nghe tao nói gì không? Dạ. Nghe tao nói gì không? Dạ. Dì đừng khóc nữa, dì còn trẻ mà. Lo gì sau này không kiếm được một tấm chồng đàng hoàng. Chứ bây giờ dì không có chồng mà có con nè, rồi thiên hạ người ta cười là cười ai? Cười vô mặt tôi nè. Trong khi tôi uy tín trong cái xóm này như vậy đó, rồi để trong nhà vậy là tôi mang tiếng lắm. Anh hai mày nói đúng á. Không chồng mà có con, không những bây giờ gia đình mình muối mặt với mọi người, phải không? Mà sau này á, thiên hạ người ta dị nghị, người ta dè biểu, rồi đứa nhỏ cũng ngóc đầu lên không nổi. Em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời của anh chị. Vậy đi. Mày đi lẹ lẹ coi mày làm gì rề rề dữ vậy? Nói nghe, mày đừng có lo. Chị nghe người ta nói á, làm cái này lẹ lắm. Lấy muỗng múc cái rột xong rồi, không có đau luôn á. Thiệt không chị? Ai biết thiệt hay không, mà nghe mấy người làm rồi người ta kể vậy đó. Chuyện nhỏ thôi, trời ơi, một ngày là ở đây biết bao nhiêu người vô làm cái vụ này. Yên tâm đi, lẹ đi vô làm còn làm thủ tục nữa. Lẹ đi, vô khám còn ra làm thủ tục nữa. Vô đi. Chị ngồi đây chờ nè nha. Không, dạ cho em làm thủ tục. Em đợi bác sĩ chút xíu nha. Cô lên nằm trên giường đi rồi tôi khám cho.
gì hả? Chưa, cổ mới vô nó bỏ chạy rồi. Bà tưởng phá thai dễ lắm hả? Đã biết làm bậy mà còn sợ đau đớn nữa. Thôi biết rồi, để tôi về tôi dạy lại nó. Nhung không biết sợ mà sợ đau. Để đó. Thúy, Thúy à, trời ơi mày chạy đi đâu vậy? Bước vô nhà thấy ông Địa ngồi rồi. Làm gì giờ này mới lặt rau? Vô nấu cơm hả? Dạ, từ chiều tới giờ em thấy trong người hơi mệt. Lặt rau xong em nấu cơm liền. Dạy phải không chịu nghe. Ôm riết cái bụng bầu rồi không làm ăn gì được hết. Mà khi đẻ đứa nhỏ ra rồi nè nha, không biết tính sao nữa đâu. Nhà mình thì nghèo, tiền đâu nuôi đứa nhỏ. Thôi, ông tính chê cho xa. Từ từ tới chừng đó mà biết chứ gì. Từ từ gì? Phải tính liền chứ không từ từ gì hết á. Bà tưởng nuôi con nít đơn giản lắm hả? Tôi tính vậy nè. Đợi Út đẻ xong đi, rồi đem của nợ đó giao cho Khánh. Của nợ nó phải lãnh cho nhẹ thân mình. Còn nếu không á, bắt nó đưa thêm tiền, càng nhiều càng tốt, để mình lo chứ có tiền đâu mà lo cho con nó. Thằng quỷ đó, nó giàu như quỷ, tội gì mình dạy mình nuôi con nó. Thôi ông ơi, nói tới thằng đó là tôi mắc tức nghẹn họng luôn à. Nói thiệt á, ông già vợ nó mà không làm lớn ở trên xã đó là nó biết tay với tôi, tức chết biết tay. Biết tay rồi bà làm gì nó? Bà làm gì được nó? Bà có trách á, trách em của bà đó. Dễ tin người quá rồi bị gạt thôi chứ có gì đâu. Ôi, nói nghe, nói nghe. Chị làm cái gì mà thập thò trước cổng nhà tôi vậy? Đâu có gì. Cái chuyện mà cô biểu tôi dắt nó đi phá thai á, thì tôi làm xong rồi. Nhưng mà có điều tiền viện phí nè, tiền thuốc nè, tiền xe ôm nè, tiền bồi dưỡng y tá nè, rồi tiền gì ta? Tiền á, tôi đưa cho chị, bao nhiêu không đủ hay sao? Mà chị còn tới đây đòi nữa. Không phải là không đủ, nhưng mà tôi tới là vì tôi lo cho cô á. Chị nói vậy là sao? Cô cũng biết á, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi, danh dự mới là bự đúng không? Nếu mà bây giờ cô nghĩ đi, nếu mà bây giờ cả làng này biết cái chuyện đó, nhỏ mày giùm tôi một cái được không? Nhỏ. Bây giờ giả tỷ như cả làng này biết cái vụ cô dùng tiền bắt con Túy nhà tôi đi phá thai á, rồi cô tính làm sao? Chị bộ chị dám hả? Trời ơi nè, nghèo khổ cỡ tôi nè mà còn sợ dư luận, đâu có dám để cho Túy nó đẻ. Tôi đi. Không lẽ tôi để con Túy đẻ con mà không có chồng, đúng không? Cô nghĩ đi. Bây giờ như cô đó, cô sợ không? Ba cô nè, thằng Khánh chồng cô nè, làm cán bộ xã nha, cán bộ bự nha, không phải giỡn đâu à. Chị cũng hay thiệt. Sao cái hôm nhận tiền á, tôi không nghe chị nói chuyện này? Đâu không, bữa gấp quá đâu có nghĩ ra. Bữa giờ mấy ngày rồi, bây giờ mới ngồi nghĩ ra đó. Chứ cô nghĩ coi, đứa nhỏ chưa có ra đời, đúng không? Nhưng mà dù gì nó cũng là một mạng người. Mặc dù là bây giờ tôi không có đi thưa cô được, pháp luật không có xử cô được, nhưng mà cô nghĩ đi, lương tâm cô làm sao, đúng không? Bây giờ cô phải nghĩ về cái kêu bằng đạo đức với lương tâm đi. Nghĩ coi. Chị đừng có nói nữa. Bây giờ chị muốn bao nhiêu tiền? Hỏi vậy coi được á. Bao nhiêu thì tùy cô làm sao coi được thôi à. Nhưng mà nói nghe, nói vậy thôi chứ cô cũng đừng có lo. Tôi bảo đảm là tôi hứa chắc, tôi thề luôn á, là mà tôi nhận được tiền rồi á, là coi như là trong làng này không ai biết chuyện này hết á. Coi
coi như thề luôn á, sống để giả chết mang theo. Không có nói ai tiếng nào. Thôi được rồi, chị vô đây. Đi đi đi. Ôi da, cái gì vậy? Vô vô vô. Trời dữ thế ghê. Gì vậy? Ra mày, sao mày cắn vợ tao mày? Ra. Hết hồn không nào? Mở cửa. Canh chó cho bà chứ bộ. Sao bà? Sao giờ bà tính sao? Vậy. Có lấy tiền xong chưa? Rồi. Đây nè. Đừng có đụng vô. Ê, bây giờ vậy nè. Bà nhận tiền của người ta xong rồi. Bây giờ cái thai của dì Út trình hình ra đó. Rồi liệu người ta có để yên cho mình không bà? Thì biết. Mà ông thấy không, đâu phải là tôi không có dẫn nó đi phá thai đâu. Bữa đó đó, tôi dẫn nó vô bệnh viện. Cái bác sĩ nói giờ cái thai lớn quá rồi, phá là coi như là nguy hiểm cho người mẹ. Cái nó nghe vậy nó phát quản, cái nó bỏ nó chạy luôn vậy à. Mà người ta cũng đâu có dám làm, nó lớn quá rồi. Ừ, còn như cái tiền mà vợ Khánh đưa cho bà thì sao? Ôi trời ơi, tiền đưa tôi lấy chứ ngu gì tự. Còn con Thúy á, bây giờ hai vợ chồng mình ráng giữ làm sao cho nó đừng có ló mặt ra khỏi nhà, hiểu không? Rồi mình đợi nó đẻ xong đi, cái mình xách đứa nhỏ mình chội vô nhà thằng Khánh, mình đòi thêm tiền. Nó nuôi không nuôi gì mình cũng đòi thêm tiền. Gia đình nhà nó giàu, nhiêu đây mà nhầm nhò gì, đúng không? Hay quá. Bà mà là đàn ông á, bà là Khổng Minh đó. Còn tôi Tào Tháo. Trời ơi, bà hay quá. Nhưng mà tôi nói ông nghe. Ừ. Nghĩ cho kỹ đi. Ừ. Con Thúy không phá thai được là hên cho mình, đúng không? Nói gì? Gia đình thằng Khánh á, rất là sợ tai tiếng. Ừ. Mà nó giàu nữa. Bây giờ mình cứ đưa cái bầu ra, mình hù cái nó lòi tiền ra. Đưa cái bầu hù cái nó đòi tiền ra. Đúng không? Đúng không? Nói vậy là mình có tiền xài dài dài luôn hả bà? Chứ vậy nữa. Tự về có kỳ. Làm ơn đi, thả tôi ra đi. Nằm im đi. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Làm ơn đi, tôi xin mấy người. Tôi xin mấy người mà. Thả tôi ra. Tôi xin chị. Chứ không bỏ con tôi đâu. Tôi không bỏ con tôi đâu. Tôi không bỏ con tôi đâu. Đi chợ hả? Sao lâu quá tôi không thấy Thúy ra ruộng vậy? Ruộng có nhiêu đâu à, hai vợ chồng làm đủ rồi. Để nó ở nhà nấu cơm. Ủa, vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng nó không dám ra đường chứ. Làm gì không dám ra đường? Nó làm cái gì á thì bà biết. Cả làng này đang đồn rùm lên. Nó muốn làm vợ bé cho người ta để môi tiền, nhưng mà đâu có được. Xấu hổ quá nên nó đâu dám nhìn mặt ai. Rảnh không? Hả? Rảnh ở nhà lo công chuyện nhà đi. Giặt đồ rửa chén lau nhà đi. Tối ngày cứ xăm soi nhà này có chuyện, nhà kia có chuyện, cứ nhảy vô xía vô nhiều chuyện à. Chuyện nhà tôi là để tôi tính nha. Tôi không có mượn người ngoài xía vô. Bà có con gái đó, không lo dạy lo giữ đi. Để mai mốt nó có chuyện tè le ra rồi ngồi đó khóc tiếng miền. Mệt quá. Trời trời, ta xấu cái chuyện còn già mồm nữa. Không sợ bị trời phạt hả? Thank you.
sao vậy nè? Sao vậy cưng hả? Ngồi dậy, ngồi dậy. Trời ơi, ở nhà đi. Ông bì mà ra ngoài đường làm gì? Mày đi mà cái mặt mày cứ bật ngửa lên trên trời á, không té mới là ngộ á. Đau không? Đau hả? Đi về coi. Đứng lên, đứng lên. Đứng dậy coi, được không? Đứng dậy. Từ từ, từ từ. Đi. Thôi bà ngồi giùm tôi cái đi bà. Quay tới quay lui chóng mặt quá à. Bà ngồi đây giùm tôi cái đi. Ngồi không nổi. Lo muốn chết luôn à. Nó vô chổng mấy tiếng đồng hồ rồi. Trời đất ơi, đẻ mà có gì đâu lạ. Đẻ con chứ phải chạy giặt đâu gấp. Ngồi chờ đi. Đằng nào nó cũng phải ra chứ không lẽ nằm chổng hoài. Nói chuyện với ông vậy cũng nói được. Đẻ mà cứ chờ cái nó ra đơn giản vậy ai lo làm gì. Đúng là cái đồ đàn ông vô sinh, không thích sự gì hết. Đây nè, tôi nói bà biết nha. Bà đừng có đụng chạm cái nỗi đau của tôi à. Đau gì? Mà không chừng biết đâu tại bà chứ không phải tại tôi à. Đàn bà gì khôn như gói. Có cái đẻ cũng không biết đẻ là sao. Ê, nó chưa biết tại ai nha. Không chừng tại ông chứ không phải tại tôi à. Tại ông mà tôi đẻ không được á. Tại bà. Tại ông á. Tại bà. Tại ông á. Tại bà. Nhậu cho giữ vô. Nhậu cho giữ vô đẻ không được. Đứng rồi, đứng rồi. Nhậu cho giữ vô đẻ không được giờ đổ thừa. Tại bà. Tên gì? Tôi đẻ không được thì nhìn thôi. Tôi đẻ được là tôi đẻ được. Mà tại ông. Để tôi ở bà khác coi có đẻ được không. Giỏi à. Ngon à. Ngon à. Thử tôi nói, coi. Tôi nói. Thử coi. Tôi nói chơi chơi mà. Dám. Sao không dám? Dám không? Không. Ờ. Tưởng ngon à. Bác sĩ ơi, bệnh nhân bị băng huyết. Cái gì vậy bà? Ê, cái gì vậy? Biết đâu ạ. Mô Phật. Mô Phật. Trời Phật phù hộ độ trì cho con Thúy. Đừng có để cho nó gặp chuyện gì không hay. Mô Phật. Bà nói gì vậy? Bà giải gì? Xin phù hộ cho con Thúy. Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị Thúy? Dạ tôi. Cổ sinh con gái, nhưng mà không may cổ bị băng huyết, cộng thêm sức khỏe suy nhược trong thời gian mang chết thai trà. Hiện tại sức khỏe của cổ rất là xấu. Tôi e là cổ không có qua khỏi. Anh chị nên chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hậu sản rồi đó. Anh chị vào thăm cô ấy nhanh đi. Trời ơi, sao mà cái số con Thúy nó khổ vậy không biết nữa. Nhanh nhanh đi, đi chị. Đi vô. Trời ơi, đi còn ngồi hoài. Đây nè, đây nè, nó đây nè. Thúy, Thúy. Thúy, Thúy ơi. Thúy à, chị Hai nè cưng. Thúy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi cưng, chị Hai nè. Chị Hai. Em thấy trong người sao? Bác sĩ nói là em sinh con gái, khỏe mạnh dễ thương lắm. Em không sao đâu. Chị nghỉ ngơi vài bữa là về nhà thôi. Đừng lo gì hết nha. Chị Hai, bây giờ em thấy trong người mệt lắm. Mỗi lúc em lại thấy trong người mình yếu hơn. Ô bà. Em sợ em không có qua khỏi. Đừng có nói bậy bạ vậy. Không sao đâu, yên tâm đi. Rồi em sẽ khỏe thôi mà. Cứ nằm nghỉ đi nha. Chị Hai, em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Ừ, nói đi chị làm cho cưng. Em muốn chị kêu anh Khánh tới đây cho em gặp mặt. Được không chị? Trời ơi, giờ này mà còn muốn gặp cái thằng Sở Khanh đó làm cái gì? Em chỉ muốn nói cho anh biết em đã sinh cho anh một đứa con gái. Nếu em không qua khỏi
thì ảnh còn có trách nhiệm lo cho con của em. Chị giúp em đi chị hai, chỉ một lần này thôi. Thôi được rồi, em nằm đây chờ chị nha. Để chị chạy đi, chị kêu nó về cho em gặp nha. Rồi bà ở đâu vậy? Thì đi kêu cái thằng đó. Bà đi về hả? Thôi tôi cũng về luôn rồi. Ông ở đây em coi chừng nó. Trời ơi, đây mà đàn ông mà không có vợ gái, không có chồng, ở chung gì khó xử lắm. Nói cái gì vậy? Cái gì? Nói em gái tôi mà. Em gái của bà đâu có bà con gì với tôi đâu. Trời đất ơi. Trời đất ơi, trên đời này không có gì mà không thể xảy ra hết trơn. Đề phòng trước là hơn. Thôi tôi về trước à. Thôi đi, đi về đi. Bà ở bệnh viện mà la tôi vậy bà. Tôi về à. Anh về trước nghe cưng. Ráng khỏe mau về nha. Thôi thôi đi đi. Nói vậy cũng nói được nữa. Thôi kệ ông đi. Ông nói xàm á, đừng nghĩ gì hết. Chị kêu cái thằng mắc dịch đó về cho em nha. Chờ chị nha. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Hai vợ chồng con đi nha ba. Xong mọi việc rồi, hai vợ chồng con về đón ba. Con đừng có lo cho ba. Ba còn khỏe mà. Ba đã sống nơi đây gần cả cuộc đời. Cái gì đối với ba cũng thân thuộc. Nên ba không thể rời xa nơi này. Vợ chồng con cứ lo cuộc sống mới đi. Không lẽ là ba không chịu nên ở với hai vợ chồng con luôn hả? Con làm gì mà quan trọng dữ vậy? Thôi, vợ chồng con cứ ổn định mọi thứ, nhất định ba sẽ lên thăm. Còn vợ chồng con thỉnh thoảng cũng phải về thăm ba chứ. Chẳng lẽ tính bỏ ba ở đây luôn sao? Ba này kỳ, làm sao mà vợ chồng con lại bỏ ba được chứ. Thôi trễ rồi, tụi con đi đi, trời sắp tối rồi đó. Dạ thưa ba con đi. Ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghe ba. Nè, lên tới nơi rồi nhớ gọi điện thoại về cho ba liền nghe không? Dạ con nhớ rồi. Thôi tụi con đi nha ba. Đi đi con. Mình đi thôi. Đi nha ba. Con đi nha ba. Chào bác. Cô muốn gì đây? Dạ muốn kiếm cậu Khánh, có chuyện gấp lắm. Cô với nó mà có chuyện gì đâu mà gấp. Mà nó cũng không có ở đây nữa đâu, nó dọn nhà lên thành phố ở rồi. Ủa đi rồi hả? Trời ơi, sao lại tán tận lương tâm vậy? Sao mà nhà lúc này mà đi? Nó có biết con Thúy đang sắp chết trong bệnh viện không? Bác sĩ nói là nó khó lòng qua khỏi đó. Cái chuyện đó là của chị em cô. Cô nói với tôi giải quyết được gì? Nè, tốt nhất là cô nên đi về đi. Bác ba, nhưng mà em tôi sẽ chết rồi kìa. Bác ba, ông là cái đồ bất nhân. Chị hai nè, chị có gặp được ảnh không chị? Ảnh có tới gặp em không chị? Chị không có gặp được. Lúc chị tới là vợ chồng nó đi thành phố rồi, chị rượt theo không có kịp. Vậy là em không nói được với anh những gì cần nói rồi. Chị, em muốn được ẵm con em lần cuối. Chờ chị chút nha. Thúy à, em bé đang nằm ở phòng cách ly với chế độ chăm sóc đặc biệt, bác sĩ không cho ẵm ra. Con ơi,
má không được nhìn mặt con, lần đầu cũng như lần cuối. Má xin lỗi con. Chị hai. Chị nè, nếu em có bệ gì, chị chăm sóc đứa nhỏ giùm em. Chị biết rồi. Nó là một đứa trẻ bất hạnh, không cha không mẹ ngay từ khi mới chào đời. Em xin anh chị hãy coi nó như con gái của mình mà thương lấy nó. Chị biết rồi, em không phải nhắc. Dù gì nó cũng là cháu của chị mà. Em nghĩ đi, đừng nói nhiều sẽ mệt thêm á. Em ngủ đi. Ngủ đi. Lúc này em mà không nói thì e là không còn cơ hội nói nữa. Chị hai, em xin lỗi chị. Thời gian qua chắc chị buồn em nhiều lắm phải không? Em đừng có nói nữa, mấy chuyện đó chị quên hết rồi. Em ngủ đi. Ngủ đi cơ nha. Cảm ơn chị đã thương yêu em. Tiếc là em không thể sống để báo đáp công ơn của chị. Em yên tâm, chị ở đây nè. Đừng có lo nha. Ngủ đi cưng. Chị ở đây với cưng nè. Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi. Đừng bỏ chị cưng. Thúy ơi. Đừng bỏ chị Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi. Em hãy tha thứ cho anh. Anh là một thằng đàn ông ích kỷ và khốn khổ. Em hãy quên anh đi nha. Em hãy làm lại cuộc đời. Em hãy tìm cho mình một người chồng tốt và sống hạnh phúc nha. Nghe anh đi ha. Thôi anh đi đây. Anh à. Gì vậy em? Anh đang nghĩ cái gì mà thờ người ra vậy? À, không có gì. Em định nói gì? Anh à, mình lên đây là nước là cái, nhưng cũng được, ba chuẩn bị cho hết rồi. Đâu có phải bắt đầu lại từ đầu như người ta đâu. Anh có gì mà phải lo nghĩ chứ? Anh đâu có lo nghĩ gì đâu. Nhưng lên đây chẳng quen biết, cái gì cũng lạ lẫm hết, buồn là tất nhiên rồi. Sống cuộc sống sôi động ở đây mấy ngày á thì anh quen thôi mà. Em biết á, con người năng động như anh thì cũng sẽ thích nghi thôi mà. Ở dưới quê buồn tẻ bó chân bó tay như vậy mà anh vẫn chịu được. Về đây á như thả chim về rừng. Em tin á là anh sẽ tha hồ bay nhảy, rộng đất hoạt động. Miệng á là anh đừng có hoạt động bí mật với bà khác. Làm chịu tất cả à. Anh mệt lắm rồi, em đừng có giỡn nữa. Thì không giỡn nữa. Em báo cho anh một tin vui nè. Có gì mà vui? Anh sắp được làm ba rồi đó. Em nói thiệt hả em? Mà lâu chưa? Sao em không nói cho anh biết? Em cũng định báo tin vui cho anh, nhưng em muốn về nhà mới, rồi báo cho anh tin mới luôn, cho nó song hỷ. Trước giờ anh chỉ biết có mình em thôi mà. Giờ mình có con rồi, anh sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, để mẹ con em được hạnh phúc.
Em cần anh. Cứ có anh á là lúc nào em cũng thấy hạnh phúc hết. Má, con 18 tuổi rồi. Cũng tức là má đã mất 18 năm. Ở cõi ấy, má đã hết cực khổ chưa? Chứ ở trần gian này, con cũng không biết khi nào con mới hết khổ má. Con nguyện cầu cho má được siêu thoát bình an nơi đó, và má phù hộ cho cuộc đời con sau này tốt đẹp hơn nha má. Cầu khấn nữa đó ha. Trời ơi, tao cũng cầu khấn rồi, cũng xin xỏ hoài rồi, mà má mày đâu có phù hộ mà cho tao trúng con số đề nào đâu. Chết là hết rồi con, chỉ có người sống mới khổ đây nè. Má mày đẻ ra mày rồi là leo lên chỉnh ngồi luôn, bỏ mày cho tao nuôi. Cái nhà này hết tiền hết bạc là do tao nuôi mày á. Bây giờ 18 tuổi rồi đó, liệu mà kiếm cái gì mà đi làm rồi kiếm tiền trả công nuôi nấng của tôi á, bỏ không hoài vậy sao? Tôi mệt mỏi rồi. Dạ con biết rồi dì. Cảm ơn của dì làm sao con quên được chứ. Chót chét cái miệng không. Vô nghe. Vô 100% cho đã nghe. Khoan. Ừ. Chú không có được uống nữa. Mày làm gì kỳ cục vậy Hiền? Mày giận hả? Tôi nãy chú thiệt rồi chú ba. Mày nói vậy là sao? Chú già rồi mà sao chú không để cho người khác tôn trọng chú? Lần nào có đậu nhậu là chú nhảy vô nhậu chùa không à chú ba? Tao nhậu chùa hồi nào? Như bữa nay chẳng hạn nè, mấy tôi muốn nhậu là mỗi người phải góp một ít tiền mua rượu mua mồi về nhậu. Chú nghe tiếng ơi ơi là chú bay vô chú nhậu chùa liền rồi chú ba. Tại vì mày mời tao chứ bộ, đâu phải tự nhiên tao vô đâu. Thấy tôi nói đúng không? Nó mời tôi chứ bộ. Chú á, là chú không có đúng, không có hiểu chuyện gì hết á. Tôi là tôi mà lơi chú thôi. Ừ? Chú cố tình chú tưởng thiệt chú bay vô rồi chú lại nhậu chùa nữa. Sao kỳ vậy chú ba? Đúng rồi, đây là do chú cố tình chứ phải là chú không hiểu đâu. Thôi rút kinh nghiệm lần này, lần sau đừng có dạy mà lịch sự với ổng nữa. Vậy sao nãy mày không nói? Rồi bây giờ mày mới nói mày làm nhục tao. Tôi là cũng không định nói rồi, nhưng mà chú cứ vào ba ra bảy liên tục, rượu nào mà chịu nổi. Chịu không nổi nên tôi mới nói với chú đó chú ba. Được rồi. Mày nói vậy tao về. Nhưng mà tao nói cho mày biết trước nha, mai mốt có chuyện gì đừng có kêu tao nha. Gia đình mày có ai chết đừng có kêu tao lại đám ma nha. Thôi cái chuyện này cũ rít rồi chú ba ơi, chú đừng có hù tôi nữa. Tôi biết tính chú mà chú ba. Lũ mất dạy, uống có mấy ly rượu lộn gan lên đầu, làm như tăng cướp của tụi bay vậy. Sao nổi thì vậy chú quá ba. Đáng thiệt á. Rồi vô bất hứng. Lấy con cái vô coi. Bỏ vô đi. Vô đi mày, bỏ chuyện đó đi. Người gì nhìn thấy ghét. Mấy lần ông hứa gả con Khánh với tao á, tao tốn bộn tiền biết bao nhiêu để bao ông ăn nhậu á, mà cuối cùng ổng lời tịch đi à. Mày coi coi có tức không? Thằng trời đánh. Tưởng gì, cái chuyện đó đâu phải chỉ mình mày đâu, tao cũng tức vậy. Trước giờ gặp thằng nào được được vừa vừa, ổng vỗ dài hứa gả cháu gái à. Thằng nào thằng nấy làm hí ha hí hửng. Dù ổng ăn nhậu mệt nghỉ mà cuối cùng được gì đâu. Chiều đó có ổng bị tụi tao lật tẩy hết rồi. Không ngờ bữa nay mày lại dính chiêu của ổng.
Thôi đừng nhắc tới ông nữa, mệt quá. Thôi bỏ đi, nhậu vô đi. Vô mấy chú ơi, nhắc tới ông là ứa gan. Nhà không chị Sa? Ừ. Vô đây, vô đây. Ngồi, ngồi, ngồi. Bữa nay đánh con nào vậy chị Sa? Trời ơi, đang tính. Biết sao không? Hôm trước á là tôi nuôi con chó con 11 á, là nuôi nửa tháng trời. Xong rồi cái hôm tuần rồi á, nó ra con chó già 91 chịu nổi không? Mà tôi đang tính nuôi tiếp con chó con. Nhưng mà nuôi lâu quá thì tốn tiền. Mà giờ bỏ á thì nó ra một cái là tức ói máu luôn ạ. Tối qua tôi nằm mơ thấy con rắn. Vậy hả? Nhưng mà chưa biết đánh 32 hay 72 nữa. Vậy thôi bà đánh đầu đuôi hai con luôn, bao luôn. Không con lớn là rớt xuống con nhỏ, bà ôm hết. À, vậy đi. Tôi cũng tính vậy á. Ờ, thôi bây giờ mình đi đi, để trễ giờ đó chị. Mà đều tôi phải chờ con Khánh về mới có tiền. Mấy bà đi trước đi. Chút nó về tôi có tiền tôi ra liền nghe. À, thôi vậy cũng được, tôi đi trước nghe. À. Ủa, mà ông Thia chồng bà đâu rồi? Sao hổm lại tôi không thấy ổng đâu hết trơn vậy? Ôi trời ơi, nhắc chi tới thằng cha ôn hoàng dịch vật đó là mắt tức. Tối ngày đi nhậu nhẹt ở ngoài đường kẹp cái chai vô trong mắt á, về tới nhà là chân này đá chân kia rồi kiếm chuyện với tôi, gây sự với con Khánh luôn, chịu nổi không? Vậy mới vui nhà vui cửa chứ. Thôi tôi đi trước nha, bà nhớ ra liền nha. Biết rồi. Con này nó đi đâu vậy cả? Nó giống cái mẹ nó vác bụng bầu về báo đời tôi nữa không trời. Ủa sao? Tiền góp mấy bữa nay sao không chịu đóng? Thấy tôi dễ dãi quá bà lờn mặt phải không? Anh phải nói nghe nè, anh phải thông cảm đi. Ừ, mấy bữa nay kẹt quá không có xây được, vậy bữa nữa nha. Bà lại tính hẹn lần hẹn lựa nữa phải không? Bà lúc nào mà không kẹt, lúc mượn thì nói ngon ngọt mượn cho bằng được, lấy tiền được rồi á thì trả bữa được bữa cái. Tôi không có thời gian đi tới đi lui hoài vậy đâu. Bà nên phải biết điều một chút. Trời ơi, cái này là tôi nói thiệt á, trong nhà trong mình tôi giờ không có cắt nào hết trơn á. Chứ nếu mà tôi có tiền á, tôi đâu có mang công mắc nợ làm chi đúng không? Thông cảm đi. Nói nghe nè, cho vài bữa đi, tôi có tiền tôi trả liền nha. Thôi bà đừng có hẹn kiểu này nữa nha. Mấy câu này tôi nghe quen quá rồi. Tôi đã cất công tới đây á là quyết không về tại không đâu. Bà tính sao tính á? Ủa Khánh, Khánh, chú làm gì dữ vậy? Thiếu nợ thì từ từ trả. Vì tôi đã hứa thì nhất định không có quỵt chú đâu. À, mày nói nghe hay quá ha. Mày làm như gì của mày có chữ tính lắm vậy á. Mày có biết bà mượn tiền tao bao nhiêu lâu rồi chưa? Trời ơi, mượn thì cũng mượn rồi. Để từ từ đi rồi tôi trả. Gia đình của tôi, nhà cửa ở đây có chạy mất đâu mà ông sợ. Khỏi nói nhiều mày. Mày có tiền thì mày trả thay cho bà đi. Chứ tao không có rảnh để đòi cọ gì trả mày đâu. Cho gì mượn tiền, trả cho ổng. Trả đi. Mệt tiền.
Tiền này á coi như bà góp cho tôi 2 ngày, còn 3 ngày nữa liệu mà trả đi nha. Nói nghe, cái tiền đó đó anh khoan lấy được không? Tại vì tôi có chuyện quan trọng lắm. Bây giờ anh đưa lại cho tôi đi, tôi xài xong cái chừng nào tôi xây được tôi góp đủ với anh hết được không? Bà nói dễ nghe quá. Đồng tiền đi liền khúc ruột, tôi không ở không đâu. Dì à, con nói với dì bao nhiêu lần rồi, dì đừng có chơi đề nữa, có được không? Mày làm như tao thích dì lắm vậy. Nếu mà có cách khác nào hay hơn, tao đâu có khổ vậy đâu. Mà con có thấy ai chơi đề mà giàu lên được đâu. Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ hết á. Nợ nần thì tùm lum, mai người này mốt người kia tới đòi, riết rồi làm sao sống nổi hay gì. Thì chẳng qua nó xui vậy đó. Chứ mà gia tỷ bây giờ tao hên đi, tao trúng đề một cái là tiền xài không hết. Con nhìn đầu trên xóm dưới á, ai dính vô cờ bạc đề đóm á cũng tan nhà nát cửa hết. Con chưa muốn gì khổ nên con mới nói vậy thôi. Mày biết mày muốn làm gì hai tao luôn à. Chuyện tao tao làm, mày đừng có xía vô, mệt quá. Gì? Vậy dì tính đem đi cầm nữa hả? Không cầm tiền đâu, chiều nay tao đi đánh đề. Ghi thì mới mong mà trúng mà có tiền mà trả nợ chứ. Ai cho tao tiền đâu. Trời ơi là trời, cũng vì đề đó mà dì mới mang nợ vào thân vậy đó. Mà sao dì cứ rất khổ cho người vậy dì? Kệ tao. Em, anh có thể đi chung đường với em được không vậy? Dạ. Được hả? Đồ quỷ, mày tưởng mày đẹp lắm hả? Thơm ơi Thơm. Ủa? Sao anh qua giờ này? Hôm qua anh nói là để tối đi làm về anh ghé em luôn mà. Cả ngày không gặp, nhớ em muốn chết luôn. Cho nên anh mua trái cây đem qua cho em nè. Bây giờ anh đi công việc chút. Lát nữa anh về, anh chở em đi ăn nha. Cảm ơn anh. Thôi anh đi đi, kẻo trễ giờ đó. Anh đi nha. Ủa, hôm nay chủ nhật mày rảnh, mày đi dạo hả? Lại nữa rồi, không biết có chuyện gì nữa đây. Là một lũ mất vậy. Lần sau là tao cho chết luôn. Gì vậy? Lần sau là tao cho chết luôn à. Mày mày dám làm nhục tao hả mày? Hả mày? Mày biết tính tao mà. Tụi bay cái lũ tụi bay không yên với tao đâu. Mất dạy. Làm gì mà ấm sùm à. Tối ngày không lo làm ăn, nhậu nhẹt bê bết vậy đó. Chưa vô tới nhà là cam ram rồi ha. Đang nhậu đuổi tôi à? Mắc mớ vậy đuổi tôi? Thằng chó đẻ con bảy á. Tôi không để yên cho nó đâu. Hả? Hả? Ông không để yên cho nó rồi ông làm gì đó? Để coi nha, để bà coi nè, tôi đốt nhà nó. Tôi cho gia đình nó chết chùm luôn. Làm gì làm đi. Rồi sao nằm gác tay anh Tráng? Tôi đề nữa phải không? Nhìn cái mặt bà là biết thua đề rồi. Thua rồi sao?
mà còn đỡ hơn ông. Tôi sao? Thì đó, ông á ha, ông ăn nhậu 10 lần là thiếu nợ đủ 10 lần, không trả được cắt nào cho người ta hết trơn. Người ta lại đây, người ta đòi tôi không. Ra đường bị người ta chửi, về nhà bà chửi tôi nữa hả? Hả? Sao tôi khổ quá vậy? Bà ăn hay thua, bà có cho tôi đồng nào đâu mà bà nói tôi. Nói thì nói mì mày thôi. Bà liệu hồn bà đó nghe. Đừng có đập xuống đây nó giờ một lần. Giờ này mà hai người còn cãi nhau làm chi nữa. Thôi Dượng vô nghỉ đi Dượng. Còn mày nữa. Rồi đó. Con nhỏ đó đã xấu mà tính còn khó chịu như bà già. Cái mặt nhăn nhăn nhìn thấy ghét. Ê, rủ nó vô ngồi ăn nè. Nụ, qua đây ăn cơm với mọi người cho vui nè. Có mặt nó, đừng có nói chuyện đó ở đây. Mà chọc giận thì nở nhà ta rồi, phải không? Có chuyện gì vậy nụ? Mày sao vậy? Không có gì đâu. Từ chiều tới giờ tao thấy mày lạ lắm á. Có chuyện gì á mày nói đi. Biết đâu á tao giúp được mày thì sao? Mày không xem tao là bạn nữa hả? Có chuyện gì buồn á mày kể cho tao nghe đi. Không là tao giận luôn á. Tao không biết mình đã làm gì nên tội, mà mấy đứa trong xưởng á cứ chê bai tao hoài à. Tụi nó cứ nói gọi tao á là thị nở. Hồi chiều này ở ngoài đường có một anh chàng chạy theo định làm quen với tao, nhưng mà khi nhìn thấy mặt tao thì rồ ga chạy mất. Mày nhìn kỹ đi, bộ gương mặt tao đáng sợ lắm hả? Mày đừng có buồn, vẻ bề ngoài không có quan trọng lắm đâu. Mày không nghe câu ông bà mình nói hả? Cái nết đánh chết cái đẹp á. Thôi kệ mấy đứa đó đi, tao cho mày coi cái này nè. Cho mày nè. Sao tự nhiên mày lại tặng cho tao? Bữa nay anh Nhân chở tao đi chơi, ảnh mua tặng tao 2 cái. Tao chợt nhớ tới mày, bắt ảnh mua 3 cái luôn. Cái con này, ai lại làm vậy? Kỳ chết rồi. Mày kẹp cái này á, đảm bảo mày đẹp lên liền luôn á. Vậy mà hồi nãy ai nói với tao á là cái đẹp không quan trọng. Rồi gì ông bà mình nói cái nết đánh chết cái đẹp. Mày hạnh phúc thiệt á. Không biết đến khi nào tao mới tìm được một người đàn ông như anh Nhân đây. Vừa đẹp trai, giàu có, học hành tử tế nữa. Chính vì điều kiện của ảnh quá tốt á, nên nhiều lúc tao cảm thấy mình mặc cảm lắm. Tao cảm thấy mình không xứng đáng. Ảnh là con giám đốc một công ty lớn, còn tao thì... Mày khổ quá à. Tình yêu thật sự á đâu có quan trọng mấy cái đó. Ổng tốt vậy á, mày không lo mà giữ, tối ngày lo mấy chuyện không đâu không à. Mai mốt mất rồi á, đừng có khóc bù lu bù la với tao à. Chắc mày nói đúng. Chị về rồi hả? Cơm nước em chuẩn bị xong rồi đó. Nhưng vậy chưa? Dạ chưa chị.
thưa má con mới về. Sao bữa nay về trễ vậy con? Dạ con mắc họp chút xíu. Bữa nay có nhiều món ăn ngon quá ha má. Dạ đưa đây để con múc. Dạ cảm ơn má. Công việc của con dạo này sao rồi? Mới du học về, dù có được làm ở công ty liên danh nhưng vẫn hưởng lương tập sự 4-5 triệu, cũng chỉ đủ tiền đổ xăng ăn sáng thôi. Đợi không biết bao giờ lương bổng mới khá lên để còn lo lấy vợ nữa. À, hay là bây giờ con nghỉ làm, ra giúp việc cho má, rồi tập thành cách quản lý có phải hay hơn không? Chắc chắn hơn nhiều lần tiền lương con đi làm, kể cả sau này con được thăng tiến đi nữa. Không gì bằng kinh doanh đâu con. Đang làm mà nghĩ chị cho uổng vậy má. Dù thu nhập không bao nhiêu nhưng mà con học được rất nhiều trong công việc, trong cách quản lý, cách đối nhân xử thế. Con lập được nhiều mối quan hệ để sau này con học được nhiều kinh nghiệm thực tế. Rồi sau này con phụ việc cho má, con thấy lúc đó giúp má hiệu quả hơn. Đợi đến lúc đó chắc má già sọm rồi. Phải có con phụ giúp má, má còn rảnh rang đi du lịch đây đó. Cả đời cúi mặt làm lụng, má cũng mệt mỏi quá rồi. Từ ngày ba con mất, một mình má phải cán đáng công việc buôn bán để má nuôi con. Bây giờ nhiều lúc má thấy đuối sức lắm. Dạ, con hiểu rồi má. Để con tính nghe má. Vậy cũng được. Má, con có chuyện này muốn nói với má. Chuyện gì vậy? Má, con có bạn gái rồi. Sao má nhìn con dữ vậy? Con lớn rồi mà. Chuyện bạn bè của con má không cấm cản, nhưng mà con yêu ai quen ai, con phải suy nghĩ cho kỹ hơn. Chứ con gái thời này nó ghê gớm lắm. Nó thấy gia thế nhà mình như thế này, rồi con lại đẹp trai khỏe mạnh, có công ăn việc làm đàng hoàng, đứa nào lại không muốn nhào vô. Rồi có khi nó vô nó lừa đảo để dòm ngó cái gia tài của mình nữa. Con phải suy nghĩ tính toán cho thật kỹ nghe chưa? Không có đâu. Bạn gái của con dễ thương lắm. Cô vừa tốt nghiệp đại học, làm chung ở công ty của con, giúp con được nhiều việc lắm đó má. Vậy thì lúc nào con đưa bạn về nhà để cho má biết mặt nha. Dạ, con biết rồi. Cho vô. Nè nè, có tiền ông đưa gì vài chục tao mua gạo. Có thiệt là lần này á về đi mua gạo thiệt không? Hay là đi đánh đề nữa đó? Con nói thiệt với dì nha, nhà mình khổ lắm rồi, dì bớt đánh đề đi một chút có được không? Má mệt quá, hỏi chút cằn nhằn. Tao đi hỏi khắp nơi rồi không có tao mới hỏi mày á. Giờ có không? Con nói vậy thôi chứ không có ý gì hết. Mà dì thấy không, tiền con đưa cho dì có lần nào giữ được lâu không? Có đưa không có rồi thôi, không thèm. Ghê. Bà chủ cửa hàng của con bà nói là ngày mai mới có tiền. Bữa nay không có. Nè, em sắp được nghỉ chưa? Ủa, dì Sa? Dì tới đây tìm Khánh hả? Ủa, ông Minh thấy không? Trời ơi, lúc này mảnh ghê bà ơi. Lâu quá không gặp nhìn không có ra. À, chắc là dạo này con mập ra mặt tròn, dì nhận không ra là đúng rồi. Dạo này làm gì? Dạ con làm. Mày sao rồi, lâu quá qua nhà dì chơi. À dạ. Nói nghe nè, ủa mày còn thương con Khánh không? Dì ơi, lâu ngày gặp lại dì vui tính, dì cho con nói một chút đi. À quên. Con đang định tới rủ em Khánh đi ăn trưa. Trưa hả? Rủ đi. Em đi ăn trưa nha. Anh mới biết quán phở này ngon lắm, anh dẫn em đi ăn cho biết nha. Thôi khỏi, không cần. Tự tôi đi cũng được. À, hay đang món bún bò Huế đi, mới khai trương ngon lắm. Đi cảm ơn, tôi không cần phải đi với ai hết á. Đi ăn trưa với nó đi, trời ơi ăn trưa có người trả tiền. Lẹ lẹ đi với nó đi con, không lẽ nó bao mua về không ăn. Dì muốn thì đi. Con đã nói là ngày mai con mới có tiền, còn giờ không có. Xin ông chứ không được hả? Dì sao, đang kẹt tiền hả? Nhà hết gạo cần tiền mà hết trơn, mượn đâu cũng có. Nè, nhiêu đây đủ không? À, đủ. Làm gì vậy?
thì vì sao kẹt tiền anh cho vì sao mượn? Anh cho gì tôi mượn tiền, tiền đâu tôi trả cho anh. Em đừng có lo, vì sao coi như là người trong nhà, em đừng có ngại chuyện gì hết, để vì sao mượn đi mà. Mượn mai mốt tôi trả, tao đâu lấy luôn đâu à. Dì cứ giữ mà xài, không cần phải trả cho con, yên tâm đi mà. Bây giờ vậy nè, mày đi ăn trưa với nó đi, trời có người bao mà không ăn, ngu ha. Đi đi con, trời ơi, đói bụng chết đó con. Đến trưa là phải ăn trưa, đi đi con. Thôi con đi nha. Con Khánh lẹ thiệt. Có người vẫn đi ăn cơm, chẳng bùi với chị em mình. Tìm hoài mà không thấy món nào hết. Mà công nhận á, nó sướng thiệt á. Vớt hẳn là một công tử nhà giàu, hay thiệt. Ừ, thì là công tử nhà giàu. Hồi xưa đi học còn là thủ lĩnh của đám bạn quậy phá. Nhờ cha mẹ có tiền, tích cực thăm hỏi thầy cô nên lên được cấp 2. Chuyện đó thì có quan trọng gì đâu. Tuy là nó học không bằng ai, nhưng mà nhà nó có ruộng đất, ăn không thôi á cũng chẳng hết. Thôi đừng có bàn chuyện người ta nữa, đi ăn cơm đi. Ngồi đi em. À chủ quán, cho 2 tô phở tái nạm gầu bò viên, với lại cho thêm 2 trứng hột gà nữa nha. Rồi có liền. Làm gì kêu nhiều dữ vậy? Có mất bao nhiêu đâu mà anh kêu nhiều, bỏ ăn không hết phí làm sao? Ăn không hết thì mình bỏ, ăn là phải ăn cho ngon cho bổ, phải không? Đừng có lo, em không nghe người ta nói là sống là phải biết hưởng thụ hả? Anh có tiền mà. Làm gì vậy? Trời đất ơi, em làm gì phản ứng dữ vậy? Nắm tay thôi mà, anh với em quen nhau cũng lâu rồi chứ đâu mà ngại. Cái gì? Tôi quen anh. Quen nhau hồi nào mà nói vậy? Tôi đi ăn với anh á cũng vì gì của tôi thôi. Anh đừng có nghĩ mình có tiền á rồi muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là loại con gái mà hám tiền hám bạc nhà anh đâu. Chảnh hả con? 8547 78547 không vàng 9264 09264. Má nó thiệt tình con mẹ hai này. Hôm qua dám nói với mình chim bao thấy số 59. Hai đài không có đài nào ra số 59 trơn trời á. Gì đâu không mà. Má nó hụt nữa. Hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Chết bòi chết bụi đâu giờ này mày lết xác về. Ê mày ăn nói đàng hoàng nha nha. Vậy tao đi đâu kệ cha tao. Mắc mớ gì mày hỏi mày hả? Tôi nói cho ông biết nha, nhà này mà không có tay tôi á là cả bầy ăn cám hết á. Tối ngày nhậu nhẹt dài lưng tốn giải không à, không có giúp được cái gì hết trơn trời á. Bữa nay mày hổn nha. Mày nói ăn cám ý mày nói to heo hả? Hả mày? Mày đừng có thấy tao nhịn mày làm tới nha mày. Nha. Mày nói cái giọng đó mày đừng có trách tao nha. Nha. Không nhìn nó làm gì tôi. Mày biết tính tao mà. Tính gì? Ủa tính gì? Tính tao là tính gì? Tao khó lắm nè. Khó gì? Tao đánh nè, chứ không giỡn với tao đâu. Trời ơi. Nó bước đi còn không nổi. Bước tới coi, bước coi, bước tới coi được không? Được không? Bước tới đây, bước tới đây. Mày khỏi phải thách. Bước tới đây. Mày khỏi thách. Bữa nay tao đánh mày chết luôn. Bước tới. Nhảy vô. Mày đứng lại. Nhảy vô. Mày dám hỗn với tao. Muốn gì? Mày đâu muốn rồi gì? Trời ơi, cái gì vậy Dưỡng? Muốn gì? Cái gì vậy Dưỡng? Ủa, nó đâu rồi? Mua già đâu rồi? Làm gì? Làm gì? Nhảy vô. Nhảy vô. Nhảy vô. Bữa nay mày dám hỗn với tao. Thôi mày. Thôi mà dì Dưỡng đừng có cãi nhau nữa được không? Mày lấy dao tao. Làm ôm sờm hàng xóm người ta cười cho mày đó. Lấy dao cho tao. Cười cái gì mà cười? Đứng lên không nổi, ngồi xuống không xong mà làm gì? Đó đó, ngon nhào vô nữa đi. Gì mà, à? Hụt. Không được. Gì? Tao giết mày chết. Đó đó, con trả kìa, con trả kìa. Thì bớt nói lại đi. Bớt gì? Rồi làm gì? Mày ra ra. Thôi mà Dưỡng. Mày ra ra, tao quýnh con. Quýnh gì? Dưỡng à, thôi. Gì? Mày ra ra. Thôi Dưỡng ơi, con xin Dưỡng luôn đó Dưỡng. Không à, nhào vô. Nhào vô. Dì bớt nói đi. Mày, mày liệu hồn nghe mày. Tao, con nhỏ này mà không can, mày chết với tao.
Không can là mày chết với tao. Liệu hồn nghe con, liệu hồn à. Chai rượu tao đâu rồi? Chai rượu tao mày giấu hả mày? Hả mày? Chai rượu tao đâu? Kìa. Bạn què nằm đây không lên tiếng. Con ngon ở đây gây đi. Má tao quýnh mày chết luôn nè. Mày vô đây. Trời ơi. Nhậu cho đã vô gây. Mà chuyện gì hai người gây nhau vậy? Thế còn chuyện gì? Nhà này còn chuyện gì nữa không? Nợ nần tiền bạc thôi. Mày thấy không? Tối ngày đi ra ngoài đường nhậu nhẹt say xỉn vậy đó. Rồi có khi nào đem về cho tao đồng cắt nào không? Vậy gây không mà. Ủa mà nãy Minh chở mày về hả? Còn gì anh có gì đâu mà đưa con về. Ủa tao thấy thằng Minh được mà. Nó ngoan ngoãn mà lễ phép mà con nhà giàu nữa. Mày nghĩ đi, tình cảnh nhà mình như vậy, lấy nó đi cho tao đỡ khổ, được nhờ con. Gì à? Không chịu thì thôi. Thầy ghét. Thơm, em may đạt lắm, nhưng tiến độ vẫn còn hơi chậm đó. Dạ, em sẽ cố gắng. Em cố gắng nha. Có gì không thoải mái thì cứ nói anh. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ em. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ừ. Chị sướng nha, được sếp chiếu cố rồi đó. Em nói dớ dần cái gì vậy Thắm? Chiếu cố gì chú? Chứ chị không thấy sao? Có bao giờ ông quan tâm đến người khác như vậy đâu. Lại còn xưng anh em ngọt xớt nữa. Nếu mà như vậy chị càng cảm thấy lo. Đâu có ai khi không mà quan tâm tới mình, đúng không? Ừ ha. Sếp mà chiếu cố là có vấn đề. Chị phải cẩn thận hơn đó. Ừ, thôi làm đi, lát là nói tiếp. Ừ. Once again, your host, Franz Harari. Má. Mày á, suốt ngày cứ tụ tập ăn chơi. Giờ á, mệt rồi phải không? Mới mò về đây á. Mệt má quá à. Về nhà lúc nào má cũng lải nhải. Riết rồi con không muốn về nhà luôn á. Quải muốn chết luôn á. Đúng rồi, tại tao già rồi nên hay lải nhải. Thử mà không có cái thân già này á, lấy tiền đâu ra mà ăn chơi đàn đúm. Má nè, con chỉ nói vậy thôi á, chứ má già hồi nào. Má thử nhìn trong cả cái xã này nè, có ai mà nhan sắc được như má không? Mày á, giỏi nịnh tao. Má. Cái gì nữa đây? Má biết rồi còn hỏi nữa. Tiền qua tao mới cho đâu. Trời đất ơi, nhiêu đó mà nhầm nhò cái gì. Má có biết là con có một đám đàn em không? Lúc nào tụi nó cũng coi con như là công tử, là đại gia. Thì phải chơi cho tụi nó lé mắt, tụi nó mới nể mình là đàn anh chứ. Muốn chơi thì kiếm tiền mà chơi, tao không có. Có thiệt là không có không? Thiệt, tao hết sạch rồi. Ủa má, trên TV có cái gì kìa má? Ê, má, đây. Cái này là cái gì? Má định qua mặt con hả? Nè nè, mày làm gì vậy? Má. Nè, cái thằng trời đánh, mày làm cái gì vậy? Trả lại cho tao không?
Tiếc gì má ơi, bây giờ má làm cực khổ kiếm tiền ra làm gì? Là má không phải để dành cho con hay sao? Phải không? Trước sau gì con cũng xài thôi. Thôi má ở đây coi tivi nha, con đi nha má ơi. Cái thằng này, thiệt là tao không chịu nổi mày luôn á. À, hôm qua mày đi chơi với anh Minh sao rồi, có vui không? Vui gì mà vui, đâu rảnh vậy? Nói vậy là mày không thích ổng hả? Tao không thích một chút nào luôn á. Mà tao không hiểu làm sao nha, vì sao cứ bắt tao phải lấy ổng? Ờ, thì chắc gì ấy thì ổng có tiền nên muốn mày lấy ổng để sau này đỡ vất vả hơn. Alo, Lành đã được nghỉ chưa? Anh Văn đi giao gà về rồi hả? Sáng giờ tôi đi được mấy chuyến rồi, giờ cũng phải đi nữa. Vậy hả? Lành làm công chuyện chế biến không đụng nắng đụng mưa, còn tôi cả ngày chạy ngoài nắng ngoài trời, tôi cực quá à. Nếu mà ở đó không được á thì anh xin về làm chung tụi em đi, ở đây đông người vui lắm. Ý, đâu có được, tôi mà không đi giao hàng thì ai đi cho? Với lại tôi là đàn ông, làm mấy cái việc này tôi cũng không quen lắm. Cái gì cũng phải trước lạ sau quen chứ. Tụi em chỉ vài bữa là anh biết liền à, có gì khó đâu. Mà Lành làm sáng giờ có thấy mệt không? Có đói bụng không vậy? Em làm quen rồi nên cũng không có mệt lắm. Mà có đói cũng phải chờ đến giờ nghỉ trưa mới ăn được chứ. Lúc nãy tôi đi qua chợ, tôi có mua cho Lành một ít bánh ngọt, gửi quà bảo vệ đó nha. Lúc Lành tan ca ra lấy về nha. Cảm ơn anh nhiều nha, anh chu đáo quá à. Thôi tôi đi giao hàng tiếp đây. Bye anh. Ghê nha, có người tình thương mến thương mày mà bấy lâu nay tao không có hề hay biết gì hết. Thương đâu mà thương, ảnh có nói thương tao hồi nào đâu mà mày nói vậy. Tình yêu có phải lúc nào cũng phải nói thành lời đâu, chỉ cần nhìn vô hành động thái độ là cũng biết rồi. Tính qua mặt tôi hả? Con này nói tầm bậy tầm bạ không à. Ờ, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la đó cô nương. Mày à, Hiền ơi, mày nói vợ mày nấu tao gói mì làm như sáng giờ không ăn đố bụng mày ơi. Nấu cái gì mà nấu, bữa nay không có tiền chưa? Ông cứ mua thiếu tôi hoài à, lấy tiền đâu mà tôi nuôi con hả? Nhỏ nhỏ, để tụi Minh đánh bài kìa, la ôm sồm sao nó đánh. Rồi tiền bạc thì từ từ tao trả, làm gì la ôm sồm. Thôi đi ông, ông có biết vợ chồng ông thiếu tôi bao nhiêu chưa? Gạo, đường, nước mắm, tất cả mọi thứ. Khi có tiền á thì ông đi mua chỗ khác, hỏi có tức không chứ? Ta có tiền thì ta muốn mua đâu ta mua kệ người ta. Mày làm gì dữ vậy? Làm hồi lát có chuyện à, tao nóng lắm đó. Mày biết đánh tao mà. Nè nè nè, ông làm gì vậy? Ông muốn làm cha thiên hạ đây hả? Có ngon đi chỗ khác đi nghe chưa? Lạng quạng em coi chừng tôi đập bể đầu ông bây giờ đó. Ê mày đập đầu tao, bộ đầu tao ở không cho mày đập à? Ông nói gì? Tao nói gì? Ông nói cái đầu ông sao? Tao nói cái đầu tao ở không, mày muốn đập giờ nào mày đập chứ nói gì? Ông này chói dữ lắm nè. Chói gì? Ông mau mau mà kiếm tiền trả hết nợ cho tôi đi nha. Ừ. Đừng để tôi đến nhà đòi nợ ông nha. Trời đất ơi, người ta nói thiệt, người ta không có tiền tao mới thiếu, chứ có tiền thiếu chịu cho mang nhục vậy? La ôm sòm rồi mang tiếng tội nghiệp ta chứ. Ông biến đi chỗ khác đi nha. Đi đi, từ từ tao đi chứ làm như tao tề thiên tao biến mày. Ông ở đây coi chừng tôi á. Coi chừng gì mày lớn rồi bắt tao coi chừng? Mày khùng hả? Hai vợ chồng y hệt nhau, uống rượu không biết, không ngon luôn. Ông nói gì? Tao nói giờ rượu ngon tao không thèm uống. Chối dữ gì ta? Hai vợ chồng. Hai vợ chồng tôi sao? Không biết điều. Sao không biết điều? Người ta không có tiền ta thiếu. Có tiền thiếu chi? Ông làm gì vậy? Vợ chồng mày coi chừng liệu hồn á. Liệu gì? Lo mà trả tiền nha. Tao không trả làm gì nhau. Ông nói cái gì? Tao nói bây giờ tao trả làm gì tao?
Ủa gì? Dì làm gì vậy? Vậy rồi hả? Dạ. Trong nhà hết gạo. Dì tính đi mua mà hết tiền rồi. Mắm muối cũng hết sạch trơn rồi. Mày có tiền mày đưa tiền cho dì đi mua đi. Dì ơi, bữa nay con lãnh lương, con mua hết rồi nè dì. Ủa, mua rồi à? Ừ. Lần sau có tiền á, đưa dì tự đi mua nha. Tao thích ăn gì uống gì tao tự đi mua được rồi. Bây giờ mày mua mấy thứ mày thích bắt tao ăn sao tao ăn. Đâu phải ỷ có tiền rồi tự tung tự tác muốn làm gì ở cái nhà này cũng được đâu. Tao không có đẻ ra mày, nhưng mà tao nuôi mày từ nhỏ cho tới lớn khôn như vậy á, là công lao của tao lớn hơn công của con gái mẹ mày biết chưa. Mày phải nghe lời tao á. Lần sau lãnh lương á là phải đưa hết cho tôi để tôi tự tính toán à. Còn không đưa á là tôi moi ruột ra đó. Trời ơi, cháu với con nuôi báo cô mà còn không biết thân. Nghe không trời? Ủa tao nói mày nghe không? Ê, cần tiền không? Cho dì mượn ít đi. Mấy bữa nay dì chưa đóng tiền góp cho thằng Út. Chiều nay mà không có nó lột da gì á. Không phải tháng trước con đã đưa cho dì hết cả tháng lương của con để dì trả cho anh ta rồi mà. Trời ơi, cái đó là tháng trước. Còn tháng này là dây khác. Dì mượn thêm dây khác. Dì, có phải dì mượn đánh đề nữa không? Thì dì cũng muốn thử vận may thôi. Con nghĩ đi, bây giờ đâu có ai mà khi không mà cho mình một cục tiền đâu. Chỉ có đánh đề với trúng số thôi. Ai ở không đâu mà cho mình mượn tiền hay gì. Người ta cũng phải làm lụng cực khổ mới có cái ăn cái mặc. Thì bởi vậy tao mới mong trúng số. Chỉ cần trúng một lần thôi là coi như mình đổi đời. Vậy không sướng hơn đi làm cặm cụi cả đời giống như trâu như bò vậy à? Thiệt tình con không biết nói sao cái gì luôn á gì. Có rồi đưa đi, càm ràm hoài. Đưa hết đi. Còn có nhiêu đây thôi á. Chị trả cho Út trước đi nha. Ờ, biết rồi. Ủa à. Hả? Bà đưa tôi ít tiền trả nợ cho vợ chồng thằng Hiền đi bà. Không thiếu bao nhiêu đâu mà không trả đòi tôi hoài làm nhục tôi bà. Ông ăn nhậu rồi ông thiếu nợ nó ông tự trả đi. Mắc gì ông nói tôi. Bà nói vậy mà nghe được hả? Chứ không phải mấy lúc bà không có tiền bà cũng ra mà mua thiếu nó vậy. Tiền tôi, tiền rượu có bao nhiêu đâu mà để nó chửi tôi vậy. Bà cũng phải lo trả đi chứ. Nhưng mà làm gì tôi có tiền. Ông nữa. Ê, tiền chạy xe ôm ông để đâu rồi hả? Mắc gì xin tôi hoài vậy? Tôi đâu phải là cái kho đâu. Mắc cười không? Nói đàng hoàng không nghe. Nghe, bây giờ tao kêu bằng mày luôn đó. Tao kêu mày trả nợ cho tao, chứ đâu phải tao kêu mày lấy tiền, mày đưa tiền tao xài phung phí đâu mày nói tao giọng đó. Hả mày? Bởi vậy người ta có phước mà, con gái gả Đài Loan, chứ không phải như tao nè. Người ta còn nhỏ thì có cha mẹ nuôi, có vợ thì vợ nuôi, có con thì con nuôi. Chứ còn tao hả? Tao có được cái gì đâu. Tao toàn là nuôi báo cô thiên hạ không à. Ơi, nói nhảm không à. Nói cái gì đâu không à. Thôi dì Dượng đừng có gây nhau nữa. Chuyện có gì đâu. Thiếu nợ thì từ từ mình kiếm tiền mình trả lại cũng được mà. Mày mới nói gì đó con quỷ. Mày mới nói gì đó mày. Mày dạy đời ai? Mày ý mày đi tìm, mày đi làm, mày đi kiếm có mấy đồng bạc lẻ mày về mày dạy đời tao hả? Mày qua nhà hàng xóm mà coi coi.
Mày không bằng cái gót chân người ta mà mày bày đặt mày dạy tao hả mày? Con có nói gì đâu mà dưỡng la con. Ê, tao nuôi mày tao không được la mày hả mày? Mày có hỏi gì mày coi? Con gái mẹ mẹ gì nữa? Không có chồng mà có chữa. Ăn bám cái nhà này đến khi đẻ ra mày, tao phải tiêu tốn bao nhiêu tiền lo cho má mày hả? Tao nuôi má mày, má mày chết tao nuôi tới mày. Thôi mà, mày phải nghĩ lại, mày kiếm tiền, mày tính cách trả ơn cho tao chứ tại sao mày trả treo, mày trách móc tao hả mày? Hả mày? Thôi hả? thôi xỉn rồi mà cứ lảm nhảm hoài thôi đi. Mày đứng mày khóc mày trụ tao chết hả? Mày, mày là cái thứ dắt tranh bỏ vỏ, thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn, cái thứ con quan. Ông à, rồi xong lạc chợ. Cái cứng đầu của mày á, cái mặt của mày á, tao dòm y như con gái mẹ mày hồi đó à. Ui, nói hoài. Tao cho ăn ở trong nhà tao. Thôi kệ ổng, kệ ổng. Tao điện cài tao nuôi mà không biết điều. Con giỏi á, mày đi ra đầu đường xóa chợ kìa, mày coi mày có sống nổi với thiên hạ không? Mày khóc hả? Mày khóc mày trù tao chết hả mày? Hả? Thôi mà, thôi, nói gì hoài hà. Dượng xúc phạm con thì được, Dượng chửi mắng gì con cũng nghe đó. Nhưng mà Dượng đừng có xúc phạm đến má con. Thôi đừng cãi con, đừng có cãi mà. Cái gì mày? Hả? Tao xúc phạm tới má mày đó. Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Trời ơi, thôi mà. Cho dù má con có chữ quan rồi về đây ăn bám thì cũng đâu có ăn bám Dượng đâu. Con Dượng, à, Dượng có làm được cái gì cho cái nhà này mà không? Mà Dượng nói này nói nọ chứ. Tao hiểu mày rồi. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Cái thứ ăn cháo đá bát, thấy trăng quên đèn, giặt tranh bỏ vỏ. Mày nghĩ đi. Mày nghĩ mày được ngày hôm nay là nhờ ai? Thằng cha của mày á có lo cho mày được ngày nào chưa? Thằng cha của mày á là thằng Khánh đó. Thằng Khánh Sở Khánh á, nó có lo cho mày được ngày nào chưa? Mỗi lần mà kêu tới tên mày là tao nhớ tới thằng Khánh. Thằng Khánh khốn nạn, thằng Khánh Sở Khánh đó đó. Thôi mà, tao nghe mà tức muốn lộn ruột, máu tao muốn lên luôn. Ông vậy đây, vậy đi, vậy đi. Muốn bao nhiêu, muốn bao nhiêu nói. Nè, 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 đó, đi nhậu đi. Về tới nhà là gây hết người này qua tới người kia. Rồi rồi, thôi, đây thôi. Đây, thôi thôi, đi nghe mình. Dép đâu? Nè, dép anh nè đi, anh đi nghe mình. Rồi rồi, xuống đi nhậu, dép nè. Ừ, anh đi à. Nè, đi nhậu, đi liền giùm tôi cái. Bà coi có mối nào á, bà ra phước con nhỏ này cho tôi. Rồi rồi, tôi không muốn trong nhà này có mặt con nhỏ này nữa, nghe. Thôi thôi, biết rồi, đi đi. Chưa đi. Gì mà trả treo với tao hả? Mày có cho tao tiền nhậu không? Mày có nuôi được thôi tao không? Đi, anh đi nghe mình, anh đi nghe. Trời ơi, thôi mà. Thôi ở nhà lo nấu cơm đi, dì đi công chuyện nha. Thôi, tưởng mưa hết thì mai không biết lấy quần áo đâu mặc đi làm nữa. Ủa, Nụ mới đi làm về hả? Hồi nãy trời mưa tôi đem đồ vô giùm Nụ á, chứ thôi là ướt hết rồi. Cảm ơn anh Kha nhiều nha. Có gì đâu, tôi đi làm nghe. Dạ.